Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay S nâng cấp với một diện mạo cực đẹp khiến người xem phải bất ngờ. Tuy đã đời rất lâu nhưng cái mẫu quay 110cc vẫn được anh em chơi xe săn tiền sử dụng và nâng cấp có rất nhiều bản đồ khác nhau. Trong đó có cái mẫu là quay S110 của Honda Nam là một lựa chọn thú vị, bởi mẫu sẽ nảy sổ cái kiểu dáng cái nọc thể thao hơn với các thế hệ quay Thái 110 cũ và cũng dễ dàng hóa thân thành một cái chiếc xe độ kiển đẹp mắt. Vẫn là một cái tông màu xanh xi măng đang được yêu thích ngày nay. Đây được xem là một điểm nhấn quan trọng trên những cái sản phẩm của Honda trong năm nay. Được nhiều mẫu xe độ mô phỏng lại và phối với rất nhiều màu sắc khác nhau để tạo nên cái sự khác biệt đặc trưng riêng cho từng bản độ. Ứng dụng trên mình cái cụm tăng tốc CNC để rút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Cặp cụm hai bên làm bằng chất liệu inox với cái độ nặng khoảng là 20-40kg, đối trọng là cực tốt cho các phần ghi đông tay lái. Phai thắng CNC Titan được thiết kế lại các phần bản lề CNC phù hợp chiếc cụm piston nguyên bản theo xe. Nhìn xuống cái dàn chân, ta thấy một cốt combo ở dòng S được bấm ngắt dầu CNC và cố định vào heo Nissin Thái Lan hai bên đối xứng, đi cùng với đĩa LED Racing với kích thước là 220 được bắt cho đùm trước thông qua thất lòng CNC. Cái hộp che sên của quay độ được thay là loại Mica để lộ cái sên trần ra bên ngoài vô cùng ấn tượng. Cái bộ phụ sên cũng được thay thế bằng phiên bản là quai S bình dầu rời, đem lại khả năng kiểm soát phanh được tốt, im ái và rốt đầm cho độ cao hay là bọc cua. Cái chèn chân được phối lại rất nhiều chi tiết đồ chơi đúng phong cách đến từ nước Thái mà ta thấy trên những bản đồ quay 105, Sonic 105 vân ở bên nước họ. Sachi 110 đen bạc nó bật với khối đồ chơi làm bật ngửa người nhìn. Suzuki đã đúng đắn khi tung ra cái chiếc Sachi 110 tăng cơ thời bấy giờ để cạnh tranh rất nhiều cái dòng xe con tài hiện nay. Nhưng họ đã thật sự thành công, bằng chứng vẫn có một lớn những fan hâm mộ cái dòng xe con tài từ hãng này sản xuất, hưởng ứng cho việc ra đời của mẫu xe mới. Không dừng ở đó, cái dòng con tài thon gọn mà gia tốc cực cao, có một cái chủ sủ rất là đam mê những cái món đồ chơi nên đã lên em ấy bằng một cái bản độ cực chất. Phần đầu ta thắng Rainbow cụm tăng Puma và nó đây xe được lên khuôn ốc vàng cho cái phần dàn áo. Đĩa capo ở trước có cái lòng CNC cộng với heo dọc Rainbow logo lớn với cái hai bít tới xứng. Nhẹ nhàng tinh tế với cái phần cổ bộ con sâu cắt khúc được titan hóa một cách nghiêm trọng. Đơn giản với cam màu vàng kiểu mắt từ phục Holin bình dầu có nước tăng chỉnh. Phá vỡ phong cách nguyên bản của cái chiếc Sachi 110 này với cái mâm Detna, chiếc xe còn thêm một cái chú heo sau Rainbow logo lớn, phong cách quay ngược từ dòng xe đua cái dòng S 90 độ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này đã trực tiếp, nhớ like, subscribe.